các bạn đến với Cờ Tướng Đam Mê. Thì trong cái giải Cúp Ngũ Dương diễn ra tại Quảng Đông năm 1981, thực sự đây là một cuộc hội chiến giữa Tam Hùng, họ Dương, họ Hồ và họ Liễu, đã trở thành một cái sự kiện trọng đại trong cái làng cờ tướng. Trong đó nổi bật nhất là cái ván cờ mà tôi chuẩn bị giới thiệu sau đây giữa Hồ và Liễu, bằng cái thế trận là tiên nhân chỉ lộ đối phá đề tốt, cùng với đó là tinh thần chiến đấu khí thế mạnh mẽ, dũng cảm thì quân tranh tiên của cả hai bên, thì cả hai cao thủ đã cùng nhau tấu lên một bản giao hưởng tiến quân hấp dẫn, khiến người xem phải đi từ cao rào này đến cao rào khác. Một cái ván đấu thực sự rất là đáng xem. Trong đó họ Hồ đi tiên và họ Liễu thủ hậu. Suốt 7 tuần 1 pháo 2 bình 3. Thì Hồ Vinh Hoa đi nước đầu tiên đã dùng là chốt 7 tuần 1. Thì trong cái khai cục cờ tướng, nếu như bên tiên dùng chốt 7 tuần 1 hoặc là chốt 3 tuần 1 thì người ta gọi thế cơ này là tiến binh cục. Thế nhưng cái tên mà tiên nhân chỉ lộ thì từ đâu mà có? Thì tôi xin kể một chút câu chuyện. Người ta vốn thấy rằng bàn cờ với 5 quân tốt ở trên như là một bàn tay với 5 ngón. Nay nước đầu tiên đi một quân chốt lên cũng như là một ngón tay đang chỉ thẳng sang thế trận của đối phương. Và thế cơ này đã mang lại rất là nhiều thành công vang dội cho các kỳ thủ. Cho nên các danh thủ đã ví nó như là tay ngồn vị tiên đang chỉ hướng đến thắng lợi. Và từ đó thì cái tên là tiên nhân chỉ lộ ra đời. Đây là một cái thế cơ có ưu điểm và mặt mạnh tiềm ẩn không ngờ. Bởi cái thế trận khai cục này đầy biến hóa, tưởng nhu mà lại cương, tưởng cương mà lại hóa nhu, khiến cho đối phương rất là bối rối khi chống đỡ. Nhưng mà những người mới tập chơi thì cái việc mà sử dụng thành công cái thế trận này cực kỳ là một vấn đề lớn. Tại vì nếu như để mất đi nước tiên thì sẽ là một tổn thất to lớn mà khó lòng gượng lại được. Và cho đến nay thì nó luôn giữ vững và khẳng định vai trò là một cái thế cờ tướng khai cuộc có biến ảo và tinh vi nhất. Và lúc này họ Hồ pháo 2 bình 5 và họ Liễu tượng 3 tuần 5 mã 8 tuần 9 vào Liễu mã 8 tuần 7. Thì những cái nước này là khai cục thường thấy. Nhưng mà sau đây thì tôi xin chú ý vài điểm. Thứ nhất là bên đỏ thay cho việc nhảy mã chính diện, đó là mã 8 tuần 7, thì là đi mã 8 tuần 9. Tất nhiên là thiếu cái sự phối hợp hài hòa với cái nước mở đầu là chốt 7 tuần 1. Thực ra là do bị ép mà thôi. Tại vì nếu không thì bên hậu sẽ dùng là chốt 3 tuần 1 để mà uy hiếp quân mã. Vậy thì có phải là bên đỏ đã bị thất tiên hay không? Thì câu trả lời hoàn toàn là không. Tại vì cái kế hoạch dự tính của bên đen là bình phá nổ tốt, có ý đồ khống chế mã đỏ nhảy lên chính diện, lúc này cũng sẽ bị hụt hẫng. Cho nên việc nhảy mã biên là hoàn toàn chính đáng. Và thứ hai thì trong cái giải Cúp Ngũ Dương thì họ Dương khi đấu với họ Liễu đã từng khai cục những cái hình cờ này. Trong đó họ Dương đi sau, họ Liễu đi trước, và kết quả là họ Dương đã thua. Và nếu có dịp thì tôi sẽ tường thuật cái ván cờ này. Còn hiện tại thì Liễu đi sau, Hồ đi trước, bố trí như vậy không thể không khiến là mọi người suy nghĩ. Có thể cho rằng Hồ trên cơ sở ván đấu trước giữa Dương và Liễu đã hiểu được ý nghĩ của họ Liễu, còn họ Liễu trong cẩm nang có lẽ cũng sẽ có chiêu mới để đối phó. Thì cả hai đã từng xem nhau thi đấu trong vai trò cả tiên lẫn hậu trong cái kiểu khai cuộc như thế này, thì chúng ta hãy xem kết quả. Tại vì cái điều này hứa hẹn là một cái trận đấu rất là thú vị. Và Hồ Vinh Hoa mã 2 tuần 3, họ Liễu xe 9 bình 8 để giữ pháo trước, và Hồ sút 3 tuần 1 vừa mở đường cho con mã lộ 3, vừa gây áp lực lên con mã lộ 7 của bên hậu, và họ Liễu pháo 8 bình 9 để lộ đầu xe. Và lựa chọn chính xác tiếp theo của Hồ Vinh Hoa là xuất xe trái xe 9 bình 8 và họ Liễu xe 8 tuần 4. Thực ra trong cái nước này thì họ Liễu đi xe tuần hà, đời đỏ xuất xe mới đổi tựa như là không bằng đi mã 2 tuần 4. Thì tôi xin phân tích cái biến này như sau. Trong hình cờ này bên đen hoàn toàn có thể đi mã 2 tuần 4, thì bên đỏ sẽ có hai cách đi. Cách thứ nhất, xe 1 tuần 1 thì bên đen sẽ bổ sĩ. Sau khi bên đỏ dùng xe bắt mã thì bên đen sẽ thoái pháo 1. Và tiếp theo thì bên đỏ có một loạt nước tưởng chừng như sẽ giành được ưu thế, nhưng mà bên đen vẫn có cách chống trả rất là hay. Lúc này bên đỏ sẽ tấn xe, vừa kỵ hà vừa phục nước, tiếp theo là sẽ dùng pháo 8 bình 6 để bắt con mã lộ 4, gây cái sự khó khăn cho bên đen. Đen sẽ thải pháo 2 nước, phục là sẽ bình 4 để đánh xe. Bên đỏ mã 3 tấn 4, sau khi đen dùng pháo để đánh xe thì xe sẽ bình 6, và đen tiếp tục sút 7 tấn 1 để dùng mã đánh xe, xe sẽ tấn 3. Sút 7 tấn 1, mã 3 tấn 4 vừa đe dọa là bắt tượng, thì đen sẽ có cái thủ đoạn là xe 1 tấn 2 vừa giữ tượng. Và sau khi bên đỏ dùng là xe 4 bình 3 vừa bắt pháo vừa đe dọa mã, thì lúc này bên đen chỉ cần tượng 5 tấn 7. Đen hoàn toàn có thể ứng phó với mọi chiêu pháp mà bên đỏ đưa ra. Còn giả sử như sau khi đen đi mã 2 tấn 4, bên đỏ không nâng hoành xe mà lại đi pháo 8 bình 6 đi trước, thì lúc đó đen sẽ có thủ đoạn là bình xe để mời đổi.
Và sau khi mới đổi, cho dù đỏ có nâng hoành xe thì bên đen pháo 9 thoái 1, thì lúc này đen hoàn toàn có thể đối phó được. Và những cái biến này đã đi vào thực chiến, và kết quả cho thấy thì bên đen có phần dễ đi hơn. Còn trở lại với bản thực chiến thì lúc này họ liễu xe 8 tuần 4 đến tuần 2, và chắc chắn Hồ Vinh Hoa sẽ dùng xe 1 bình 2 để mời đổi. Họ liễu xe 8 bình 4. Thì đây là một cái nước tất phải đi, tại vì để ủng hộ con mã cánh phải có thể tiến lên thì cần phải chiếm giữ cái đường quan trọng này. Còn giả sử như đen không đi xe 8 bình 4 mà lại bình 6, thì mặc dù có thể tạm thời ngăn cản được đường tiến lên phía trước của con mã lộ 3, nhưng mà sau khi bên đỏ đi pháo 8 bình 6 thì ngay lập tức xuất hiện một vấn đề khó khăn. Đó chính là con mã đen ở lộ 2 sẽ bị trói. Nếu như mã 2 tấn 1 thì bên đỏ sẽ xe 8 tấn 7 để kẹp chặt. Còn nếu như bên đen đi mã 2 tấn 4 thì bên đỏ sẽ dùng xe 8 tấn 8 để đuổi theo sau. Thì lúc đó bên đen sẽ ở trong trạng thái bất lợi. Cho nên trở lại với thực chiến thì lúc này họ liễu đã quyết định là xe 8 bình 4. Và Hồ Vinh Hoa mã 3 tấn 4 thì họ liễu xe 4 bình 6 để đánh mã. Thì lúc này chắc chắn là họ liễu đã tính toán trước là sau khi bình 4 thì con mã lộ 3 của Hồ Vinh Hoa sẽ nhảy lên lộ 4 để đánh xe. Vậy thì ý đồ của họ liễu là gì? Đó là dựa vào việc cản trở mã để pháo đỏ phải tấn 2 để thăng lên hà bảo vệ mã, làm chậm tốc độ lộ đầu của con xe lộ 8, và sau đó thì con xe lộ 6 của mình sẽ phải chịu nhẫn nhịn để cho con pháo lộ 5 của Hồ Vinh Hoa bình sang 4 đánh, đổi lấy việc là con mã lộ 2 có thể ung dung nhảy lên. Đây là cái dụng tâm rất là vất vả của bên đen, không thể đơn thuần xem là những cái nước di động thừa thãi và trùng lặp trên tuyến hà được. Hồ Vinh Hoa pháo 8 tấn 2 để giữ mã. Và họ liễu như đã tính từ trước, mã 2 tấn 4, xe 2 tấn 8 để đánh mã, xe 4 tấn 5. Rồi sau đó mới dùng pháo 5 bình 4 để đánh xe. Bộ họ liễu phải bình xe lộ 5, đó mới tiếp tục bổ sĩ. Và lúc này thì họ liễu đưa quân đầu tiên của mình vượt sông pháo 9 tấn 4. Họ Hồ tiếp tục bổ tượng. Thì họ liễu xe 1 bình 2 để tạo cái thế là kiềm chế pháo và xe. Và những nước tiếp theo là những nước rất là đáng học hỏi của Hồ Vinh Hoa. Xe 2 bình 4 để cản tượng. Phục nước tiếp theo là sẽ dùng mã 3 tấn 4, vừa đánh xe vừa đánh tượng. Thì lúc đó bên đen sẽ rơi vào trạng thái nguy khốn. Do đó để chống lại điều này thì liễu đã dùng là pháo 9 bình 7 để giữ chốt, và Hồ pháo 4 bình 2. Đây là một cái nước cờ rất là cao của Hồ Vinh Hoa, tinh tế mà ổn định, mềm mại nhưng lại rất là ác. Mượn cờ thò pháo, phục nước tiếp theo là sẽ tấn 5 để tập kích tượng từ cảnh bên, dù cho xe 5 bình 8 để ngăn cản. Thì lúc đó Hồ Vinh Hoa sẽ có nước là pháo 2 bình 3. Thì lúc này lại tiếp tục nảy sinh cái nước tiếp theo, bên đó sẽ dùng tốt 3 tấn 1 để vượt sông, vừa kết hợp là dùng mã đánh xe. Thì đen không thể làm ngơ, không thể không ứng phó. Giả sử như đen là đi xe 8 bình 5 thì điều này không những để đỏ hơn trắng một nước cờ, lại còn đi chốt 5 tấn 1 để đánh xe. Sau khi đen chạy xe sang lộ 4 thì bên đỏ chốt 9 tấn 1, thì lúc đó con pháo lộ 7 phải xử lý như thế nào lại trở thành một cái gánh nặng nữa của bên đen. Nếu như đen không đi pháo thì đỏ sẽ xe 8 tấn 3 để bắt chết. Còn nếu như chạy pháo thì bên đỏ chắc chắn sẽ dùng là mã 4 tấn 3 khử chốt để bắt tượng. Còn giả sử như trong hình cơ này, sau khi bên đỏ đi pháo 2 bình 3, phục nữa là sẽ dùng chốt 3 tấn 1 dùng mã đánh xe, thì đen không đi là xe 8 bình 5 mà lại đi xe 8 bình 9, thì bên đỏ vẫn có nước là chốt 3 tấn 1. Lúc này đen không thể đi là chốt 7 tấn 1, tại vì bên đỏ sẽ có nước là mã 4 tấn 6. Vừa bắt pháo vừa bắt tượng thì đen sẽ ở vào thế nguy, do đó sẽ buộc phải đi là tượng 5 tấn 7 và bên đỏ chốt 9 tấn 1. Tới đây thì cái cục diện của bên đỏ hoàn toàn thông suốt, còn phía bên đen thì ngược lại hoàn toàn bế tắc, cho nên chắc chắn là sẽ phải bỏ tay. Trở lại với hình cờ thực chiến thì lúc này họ liễu nhận thấy không thể dùng xe 5 bình 8 để đánh pháo, do đó đã đi chốt 3 tấn 1. Họ liễu đã quyết định là đấm tốt mời đổi, mở đường cho quân mã áp dụng đối công. Thì cũng có thể nói đây là cái phương pháp phòng ngự tích cực. Cách phòng ngự tốt nhất vẫn là phản công. Và lúc này thì họ chắc chắn sẽ dùng pháo 2 tấn 5 để đánh tượng, và họ liễu mã 4 tấn 3 để giữ tượng. Bộ tiếp tục tấn pháo, phục nước là sẽ đánh tượng để mà bắt chiếc xe lộ 2. Bộ họ liễu phải thoái 1, vừa bắt lại xe lộ 4. Những cái đức cơ rất là chặt chẽ, và hồ bộ phải thoái xe 2 nước. Thì để đối phó với con mã lộ 7 đang bị đe dọa, nếu như họ liễu cầu toàn và đi mã 7 thoái 8 để quyết tâm giữ mã, thì chuyện gì xảy ra? Lúc đó là xe 8 tấn 6 để bắt mã,
tại vì đã hình thành cái thế phòng hình ở con pháo lộ 2 và con pháo lộ 8 rất là chắc chắn, cho nên buộc mã 3 phải thoái 4 và hồ tiếp tục phòng 2 tấn 1, vừa bắt mã lộ 4 vừa đè con mã lộ 8. Thì lúc đó cái cục diện của họ Liễu càng xấu xí hơn. Còn trở lại với cái hình cơ thực chiến, với cái tính cách của họ Liễu không thể nhẫn nhịn, tên đã ở sẵn trên dây cung không thể không bắn, họ Liễu quyết định thì quân để tranh tiên, sốt 3 tấn 1 và hồ chắc chắn sẽ dùng pháo 8 bình 3 để đắc quân. Thì tiếp theo trong hình cơ này, đen lại đứng trước cái sự lựa chọn, tại vì có một cái nước cơ rất là gợi mở, đó là xe 5 bình 8 để bắt chết một trong hai con pháo. Thì ta hãy phân tích qua cái biến này. Giả sử như bên đen đi theo thông thường, xe 5 bình 8 để đánh pháo, thì chuyện gì xảy ra? Lúc đó bên đó sẽ có nước là xe 4 bình 5 để đánh lại mã, thì sẽ dẫn tới cái hình cơ là đổi cả hai con pháo và lấy con pháo và con mã của lỗ 3. Thì lúc đó bên đen sẽ vẫn thua một quân và cái thế công hoàn toàn là bị triệt tiêu. Cho nên cái lựa chọn chính xác của bên đen phải là mã 3 tấn 4 để đánh xe. Thì lúc này bên đỏ pháo 2 bình 5 để đánh tượng, buộc tượng 7 phải tấn 5 và tiếp tục tấn 1. Thì lúc này để đối phó với cái nước tiếp theo, bên đỏ sẽ dùng là pháo 3 tấn 2 để chiếu hết, thì buộc bên đen phải thoái xe. Còn nếu như không, lại xuất tướng 5 bình 4, thì bên đỏ sẽ có nước là pháo 3 tấn 2 chiếu tướng và sau đó lại thoái 1 chiếu tướng, thì sẽ ăn trắng được con pháo lỗ 3. Thì lúc đó với việc thua hai quân và lẫn thế, thì bên đen chỉ còn cách là buông cờ thua cuộc. Tới đây thì bên đỏ chỉ cần nhẹ nhàng xe 5 thoái 3. Phục nước tiếp theo là sẽ dùng tướng 5 tấn 7 ăn chốt, vừa đe dọa bắt mã và với cái ưu thế là hơn hẳn hai quân tượng, thì cái việc chiến thắng của bên đỏ sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Trở lại với thực chiến, cho nên lúc này họ Liễu không còn cách nào khác phải dốc toàn lực tấn công, tiến hành theo cái phương châm đã định, mã 3 tấn 4 và Hồ Vinh Hoa sốt 3 tấn 1. Cái nước tưởng chừng như lặng lẽ này lại có tác dụng rất là lớn. Thứ nhất, ngăn không cho con xe lộ 5 có thể bình sang 8 để bắt một trong hai con pháo lộ 2 và lộ 3 của bên đỏ. Thứ hai là sẽ phục nước chốt 3 bình 4 để đánh xe, vừa bắt sống được con pháo lộ 7. Thứ ba là con chốt 7 thấy đồng đảng của mình nhưng mà không làm gì được, tại vì nếu như chốt 7 tấn 1 để ăn chốt thì lúc đó sẽ dẫn tới mất con pháo ở tuyến trên. Cho nên lúc này họ Liễu không còn cái lựa chọn nào tốt hơn là xe 5 bình 2 để đánh mã, mã 8 tấn 9. Rồi sau đó lại tiếp tục pháo 3 tấn 2 để đánh xe, buộc xe phải tấn 2, rồi lại thoái 2 để đánh xe. Và tới đây thì Hồ quyết định dùng pháo đánh tượng. Hồ đánh tượng có một cái điểm nóng vội ở đây, để mã cánh trái lúc này mất đi cái sự bảo vệ của pháo, không có quân bảo vệ cho nên dễ bị dồn ép và tạo khá nhiều cơ hội phản công cho bên đen. Còn họ Liễu pháo 3 thoái 2 để cho con pháo lộ 3 có tác dụng phòng thủ và mở thông cái đường tiến thoái xê dịch của con mã kỳ hà, từ đó có thể làm giảm cái thế tấn công rất là mạnh của sông pháo, xe và mã của bên đỏ. Còn trong hình cờ vừa rồi, thay vì dùng pháo ăn tượng thì bên đỏ hoàn toàn có thể xem xét đến cái biến là xe 4 tấn 2, giữ chắc được cái lợi của việc hơn quân, đợi đến khi đen tự biến hóa rồi thay đổi theo. Với hình thế vừa rồi thì xe đỏ hoặc là thoái 2 hoặc chỉ có thể là tiến 2, còn pháo đen tiến và thoái để đánh xe tựa như là không có ý gì để sâu sắc. Câu hỏi đặt ra có phải là Liễu Đại Hoa đã biết rõ tính tình của Hồ Vinh Hoa là thích công sát, cho nên cố ý đi cái nước như vậy là pháo 3 thoái 2 để cho Hồ Vinh Hoa bị mắc vào cạm bẫy. Tại vì lúc này họ Liễu chỉ cần tướng 5 bình 4 thì sau khi xe lộ 4 di chuyển thì sẽ dẫn tới mất con pháo lộ 5, và việc xuất tướng cũng là cái nước đi trong thực chiến của Liễu. Vậy thì cái giải pháp của Hồ Vinh Hoa để cứu con pháo trong hình cờ này là gì? Hồ Vinh Hoa mã 4 tấn 5, một cái nước đi khiến mọi người choáng váng. Cái nước nhảy mã này đã biểu hiện được toàn bộ kỹ thuật dũng mãnh thiện chiến trong cái trung cục của Hồ Vinh Hoa. Mặc dù xe pháo bị bắt nhưng mà vẫn ngang nhiên bất động, lại dám tặng tiếp một con mã cho đối phương, khéo léo dựa vào cái nước tiếp theo là sẽ dùng mã 5 tấn 7 để chiều tướng và bắt chết xe nếu như con pháo lộ 3 có bình sương 6 để ăn xe, để mà giải cứu chính con xe của mình. Còn nếu như họ Liễu dùng mã 4 thoái 5 để ăn mã thì chuyện gì xảy ra? Lúc đó Hồ Vinh Hoa sẽ xe 4 thoái 2 để đánh lại mã, tượng 7 tấn 5 và Hồ chắc chắn sẽ dùng xe 4 bình 5. Mặc dù ăn được quân lại hoàn trả quân, nhưng mà lúc này Hồ Vinh Hoa có thể là tiêu diệt được tốt và tượng đen thì chắc chắn sẽ chiếm ưu thế trong tàn cục, và bên đen chỉ còn cách là bỏ tay chịu trói mà thôi. Cho nên trong thực chiến tới đây thì họ Liễu xe 2 tấn 3 để bắt chết mã, và Hồ Vinh Hoa chắc chắn sẽ phải dùng mã 5 tấn 7 để cô lập con pháo nhằm bảo vệ con xe lộ 4, và họ Liễu xe 2 bình 1 để ăn mã.
thì họ Liễu không hề bị động về cái trò lừa của Huỳnh Hoa, vẫn tiến hành theo cái quy luật thông thường, đó là dần dần từng bước ăn lại mã. Đến đây thì có thể nói kế hoạch phản kích lấy công làm thủ cơ bản đã được hoàn thành. Còn Hồ Vinh Hoa thì ở trong hoàn cảnh rất là xấu xí trong quân sự ủy kỵ, đó là đóng binh dưới thành tấn công mãi mà không thành công, dẫn tới binh lính rã rời, ý chí mỏi mệt, đi mã thì mất xe, động xe thì mất pháo. Còn lúc này pháo 5 thoái 3 tựa như là một nước tất nhiên, nhưng mà lúc này đen có một cái nước rất là lợi hại, đó là hồi mã thương, mã 4 thoái 5. Thì lúc đó cả quân pháo, xe và mã đều nằm trong miệng hùng. Đồng thời bên đen còn phục nước ác là xe 1 tấn 2 chiều tường vào đánh chết sĩ, rất có thể dẫn tới thế trận bị phá vỡ toàn diện, cho nên không thể đi pháo 5 thoái 3 được. Có thể nói là Hồ Vinh Hoa đang đứng trước một cái cửa ải khó khăn nhất trong ván cờ này. Vậy thì phải đi như nào là tối ưu để mà bảo toàn mạng sống? Và lúc này họ Hồ không hề thay đổi sắc mặt, pháo 5 bình 6. Cái nước này và cái nước ở trước là mã 4 tấm 5 đạp tốt đều là những cái nước kinh người, không phải người thường có thể nghĩ tới được. Vẫn tiếp tục để xe ở vị trí nguy hiểm mà không thèm để ý đến, lại tặng tiếp một con pháo vào miệng Hồ. Nhưng thực sự đây là một cái nước xả đũa rất là hay đối với cái đòn hồi mã thương của bên đen. Nếu như bên đen đi mã 4 thoái 5 để tiến hành bắt bao quân của bên đỏ, thì lúc đó bên đỏ sẽ đi xe 4 thoái 2 để đánh lại mã. Sau khi bên đen đi mã 5 thoái 3 để ăn mã, thì bên đỏ sẽ dùng pháo 3 bình 7, sĩ 5 tấn 4 để ăn pháo. Thì bên đỏ sẽ dùng xe tấn 3 để ăn sĩ, buộc tướng phải tấn 1, rồi tiếp tục bình xe sang lộ 7 thì bắt chết pháo. Với cái việc ngang bằng về quân lực, nhưng mà lúc này bên đen đã bị gãy sĩ tượng, cho nên sẽ bị lép về trong tàn cục. Có thể nói là diệu thủ hồi xuân. Cửa ải khó khăn lúc này không phải là của Hồ Vinh Hoa, mà là trở về tay của Liễu Đại Hoa. Một cái trận chiến thực sự rất là gay cấn. Còn trở lại với hình cơ thực chiến, thì lúc này họ Liễu mã 4 tấn 5, một cái nước đi khiến mọi người rất là bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hai bên thay phiên nhau thí quân mà không thèm đếm xỉa đến những con mồi của đối phương đang nắc ngư và nằm chờ chết. Và lúc này Hồ Vinh Hoa đã dùng tượng 3 tấn 5 để ăn mã, xe 1 bình 5. Họ Liễu phục nước tiếp theo là sẽ dùng pháo 7 tấn 3 để trừ tướng hết cơ. Lúc này họ Hồ sốt 3 tấn 1 để mời đổi pháo, chắc chắn họ Liễu sẽ phải tránh trước một nước, pháo 7 bình 9 vẫn phục là tấn 3 để trừ tướng hết cơ. Và Hồ Vinh Hoa tướng 5 bình 6. Thật sự rất là tiếc cho Liễu Đại Hoa, trong cái tình huống quân của bên đỏ đã đè qua bên giới, còn tốt qua hà của họ Liễu thì vẫn còn cách cửa cung của đối phương khá xa, mà lại khinh suất dùng mã đánh tượng. Lần thứ hai thì quân để tranh tiên với cái hy vọng duy nhất là thành công dựa vào một con pháo và một con xe, quả là một điều rất là không thực tế. Phải khổ tâm vất vả bao nhiêu trải qua một trận kịch chiến mới có thể xoay đổi được cục diện, thì cuối cùng lại phí công toi. Và chúng ta hãy theo dõi tiếp để xem kết cục sẽ như thế nào. Họ Liễu pháo 9 tấn 3 để chiều tướng, buộc tướng phải tấn 1, rồi tiếp tục dùng chốt 3 tấn 1. Và tới đây Hồ Vinh Hoa pháo 6 thoái 3. Trong hình cơ này, nếu như theo suy nghĩ thông thường, bên đen sẽ dùng là xe 5 thoái 1 để ăn chốt. Thoạt nhìn thì vừa có thể là bảo vệ được tường giữa sau khi tấn 5, vừa có thể là bình sơn để trừ tướng vãn lại quân pháo để cho con tướng có thể bình 5, để mà giải phóng được con pháo lộ 3, tăng cường được cái thế tấn công. Có thể nói là nhất cử tam tiện, tựa như là một nước cờ hay, nhưng đó chắc chắn chỉ là một cái sự tính toán cục bộ mà thôi. Tại vì lúc này bên đỏ sẽ có nước rất là ác, mã 7 thoái 6 để chiều tướng, thì lúc đó bên đen sẽ có hai lựa chọn. Thứ nhất là pháo 3 bình 4, thì bên đỏ sẽ dùng pháo ăn pháo, buộc tướng phải tấn 1, rồi sau đó lại tiếp tục xe 4 thoái 6, buộc nước là sẽ bình 6 để đổi xe. Thì sau khi đổi, bên đỏ sẽ hơn quân và chiếm ưu thế, do đó bên đen sẽ thất bại, cho nên pháo 3 bình 4 không phải là cái lựa chọn hay. Còn giả sử như bên đen đi tướng 4 bình 5, thì bên đỏ có cái nước rất là ác, đó là xe 4 bình 3 để dùng pháo đánh tượng hết cờ. Thì lúc này con tượng 7 của bên đen không thể tấn 5 hoặc tấn 9, tại vì bên đỏ sẽ dùng xe 3 bình 4 hoặc là bình 2 để bị mất tượng, phục nước là sẽ dùng pháo 3 tấn 2 để trừ tướng hết cờ. Thì lúc đó bên đen chỉ còn cách là thua cuộc. Do đó cái lựa chọn duy nhất của bên đen trong hình cờ này phải là sĩ 5 thoái 4 để chịu một pháo lộ 3. Và sau khi để xe ăn pháo, thì con chốt 3 của bên đen sẽ bị chặn, khó lòng để tiến xuống được. Còn để tiếp tục diễn biến, sau khi để mất pháo lộ 3, thì bên đen chắc chắn sẽ dùng là xe 5 bình 4 chiều tướng và ăn lại pháo để đổi quân. Thì cục thế sẽ phát triển theo xu hướng là đơn giản hóa, và bên đỏ sẽ hơn một quân mã. Việc chiến thắng không phải là khó khăn gì cả.
Cho nên trong hình cờ này, nếu như theo suy nghĩ thông thường, dùng xe 5 thoái 1 để ăn chốt thì sẽ là một nước bại. Còn trong thực chiến, tới đây thì họ liễu xe 5 bình 2. Thì đây là một cái xa cụ ngầm họ liễu dành cho Hồ. Trong hình cờ này, bên đỏ không thể khinh suất và đi xe 4 bình 3. Phục nước là sẽ dùng pháo 3 tấn 2 và sau đó kết hợp với mã 7 thoái 5 thì sử tướng hết cờ được. Tại vì sẽ dẫn tới một kết cục rất là bi thảm. Bên đen sẽ có một loạt nước sát như sau: xe 2 tấn 1 chiều tướng, bục tướng phải tấn 1. Tiếp tục bình chốt để chiều tướng, bục tướng phải bình 5. Thoái xe chiều tướng, bục sĩ phải tấn 6. Tấn chốt 1 chiều tướng. Thì lúc này nếu như tướng 5 thoái 1 thì xe 2 chỉ cần tấn 1 và chiều tướng hết cơ. Do đó tướng 5 phải bình 4 và chốt 4 bình 5 chiều tướng, tướng là thoái 1. Tấn xe chiều tướng. Thì lúc này chỉ còn cách là sĩ 4 tấn 5, tấn chốt chiều tướng. Thì lúc này cho dù là tướng có tấn 1 hay thoái 1 thì đều bị bên đen dùng xe chiều hết. Một cái sát cố rất là cơ bản và ta thường rất là hay gặp trong thực chiến. Còn trở lại với thực chiến, thì lúc này Hồ Vinh Hoa ung dung thoái sĩ để giải vây. Họ liễu tấn xe chiều tướng, Hồ Vinh Hoa tấn 1. Thoái xe chiều tướng thì Hồ Vinh Hoa lại thoái 1 và tiếp tục tấn xe chiều tướng, bục tướng phải tấn 1. Nhận thấy không thể làm gì được trong hình cờ này, cho nên họ liễu đã quyết định là pháo 9 bình 4 đổi cái hướng tấn công. Hồ Vinh Hoa bình 5 và tiếp tục xe 2 bình 4 để đổi pháo, và Hồ Vinh Hoa xe 4 bình 3 để đánh tượng. Lúc này họ liễu không thể tham lam và dùng pháo 4 thoái 4 ăn pháo được, tại vì Hồ Vinh Hoa sẽ có sát cuộc, đó là tấn pháo chiều tướng, bục tướng phải tấn 1, tiếp tục thoái mã chiều tướng, bục tướng phải thoái 1, rồi sau đó thoái xe 1 chiều tướng và hết cờ. Trở lại hình cờ thực chiến thì lúc này họ liễu đã phải tượng 7 tấn 5 và Hồ Vinh Hoa thoái pháo vừa chiều tướng, bục xe phải tấn 1, xe 3 bình 4, họ liễu sốt 3 bình 4, Hồ Vinh Hoa thoái tướng trước 1 nước, sốt 4 bình 5 và Hồ Vinh Hoa thoái xe 3 nước. Phục là sẽ bình xe chiều tướng để đổi xe và giành lấy thắng lợi. Lúc này buộc họ liễu phải tránh xe, xe 4 bình 3 vừa bắt lại mã, và Hồ xe 4 bình 6 chiều tướng, bục tướng phải bình 5 và tiếp tục bình xe 5 để vừa bắt chốt vừa bắt tượng, và liễu tượng 5 thoái 7 vừa bắt mã, và Hồ đã không chút ngần ngại mã 7 tấn 5 để ăn sĩ, bục sĩ 6 phải tấn 5 và tiếp tục thoái xe ăn chốt. Thì lúc này con sĩ lay lắt còn lại của họ liễu chắc chắn cũng sẽ phải bỏ mạng nơi xa trường. Họ liễu thoái xe một cách miễn cưỡng, tấn xe chiều tướng, bục tướng phải bình 4, tấn 1 chiều tướng, tướng phải tấn 1, rồi sau đó là bình 7, sốt 1 tấn 1, Hồ Vinh Hoa sốt 3 bình 4, xe 3 bình 7 và Hồ Vinh Hoa thoái xe 1, bục tướng phải thoái 1, rồi tiếp tục thoái 2. Phục nước là sẽ bình 6 để chiều tướng hết cờ, tướng phải tấn 1, tướng 5 thoái 1, sốt 9 tấn 1, xe 7 tiến 2 chiều tướng, tướng là thoái 1, rồi sau đó là thoái 3. Vừa đe dọa là chiều tướng hết cơ, vừa đe dọa là bắt hai quân chốt, buộc họ liễu phải đi xe 7 bình 5 để chiều tướng, sĩ 4 tấn 5, chốt 9 tấn 1 và Hồ Vinh Hoa xe 7 bình 4. Họ liễu tướng 4 bình 5 để đe dọa đánh sĩ, sốt 4 tấn 1. Thực ra thì họ liễu đi những cái nước tiếp theo cũng chỉ là để cống hiến cho khán giả mà thôi. Xe 5 tấn 6 chiều tướng, tướng 5 bình 6. Tới đây thì họ liễu nhận thấy không thể chống đỡ được cái nước tiếp theo của bên tiên, sẽ dùng là xe 4 bình 6 và sau đó kết hợp với con chốt ở lỗ 4 sẽ tạo cái thế chiếu hết, cho nên đã chấp nhận buông cờ thua cuộc. Thì cái đoạn tàn cuộc cuối cùng, Hồ Vinh Hoa ung dung thoái sĩ rời tướng, giải trừ cái sự tiến công của xe tốt của bên đen. Tiếp đó thế bên đỏ thoái xe về Hà, mượn cờ đổi xe, ép chết tượng, cướp tiên và chiếm trung lộ. Thừa cơ tiến lên, mã không dừng bước, lại đổi lấy song sĩ và tốt qua Hà, tiến tay chói chặt xe pháo của Liễu, khiến Liễu từ đó không còn phán kích gì được, ổn định và giành thắng lợi. Nặng nhẹ, nhanh chậm, thứ tự trước sau đều có liên quan đến tiến thoái công thủ trong cái tàn cục. Không cái nước nào là không ăn khớp, thật sự là kẻ tám lạng, người nửa cân. Cái điều đặc biệt trong cái ván cờ này là Hồ lấy lại cái khai cục của Liễu sử dụng để đối phó với Dương trước đó, đem ra đối phó lại với Liễu. Ở cái khoảng giữa giai đoạn khai cục và giai đoạn trung cục, nhanh chóng nắm được quyền khống chế, giành được thắng lợi về mặt chiến lược. Từ đó có thể thấy nghệ thuật tiến cùng bước với thời đại.
mặc dù là cao thủ nhưng mà cũng không ngoại lệ. Trong cái giờ phút then chốt khi đối công thì Hồ vì muốn cầu thắng mà phải mạo hiểm không cần thiết. Nhưng xe kề sát miệng pháo dường như không có việc ấy lại dám chủ động tặng tiếp mã và pháo, những cái nước hay liên tục xuất hiện coi thường nguy hiểm. Từ khi pháo ăn tượng giữa dấy lên một cái trận kịch chiến kéo dài đến mười mấy nước. Con xe sườn đứng dưới cái lựa đạn của pháo phối hợp với mã pháo đứng sừng sững bất động. Cuối cùng còn đi sâu một bước buộc tượng đen phải bay lên trung lộ làm ngòi cho pháo đỏ bảo vệ mã, rồi con xe mới nhanh nhẹn thoái về tham dự quyết chiến. Thật có thể nói tuy mình ngồi trước miệng hồ mà vẫn yên ổn như Thái Sơn, quạt long khăn lụa, phong lưu khoáng đạt, thật sự một phong cách rất đáng nể phục. Ca ngợi Hồ Vĩnh Hoa cũng chính là ca ngợi Liễu Đại Hoa, bởi vì nếu không có Liễu trong trận đấu này, từ đầu đến cuối với tinh thần chiến đấu quật cường, khí thế mạnh mẽ, dũng cảm thì quân tranh thiên với những cái nước giải sát hoàn sát rất là kinh điển, thì cái khúc giao hưởng tiến quân hấp dẫn này không thể chỉ dựa vào một mình Hồ mà tấu lên hoàn hảo được. Một cái trận chiến thật sự rất là mãn nhãn cho người xem. Nếu cảm thấy video này hay thì xin nhờ các bạn chia sẻ giúp. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại những video sau.